Xin chào tất cả bà con đã quay trở lại với kênh Nông nghiệp chân Tâm Hiện tại Minh Khoa đang ở khu vực xã Thường Tân của huyện Bắc Tân Nguyên, tỉnh Bình Dương Để thăm và tư vấn cho vườn bưởi da xanh Và trong mảnh mà con đang xem đây là cây bưởi da xanh đã được 3 năm rưỡi tuổi rồi Và cái chủ đề quay ngày hôm nay Thì Minh Khoa muốn chia sẻ bà con Đó là quy trình làm bông bưởi Tết Cho những cái vườn bưởi tơ mới lấy trái lần đầu Hoặc là những vườn bưởi làm bông nhưng mà không có trái ở trên cây chúng ta phân biệt rõ ràng giữa hai cái uh, trường hợp làm bông đó là một là vườn làm bông nhưng mà không có trái trên cây và thứ hai là vườn làm bông uh, nhưng mà đang nuôi trái chuyện ở trên cây thì cái vấn đề nuôi trái chuyện trên cây thì mình khoa sẽ chia sẻ ở video sau hôm nay thì mình chỉ tập trung vào uh, những cái vườn bưởi mà chúng ta làm bông khi mà trên cây của mình hoàn toàn không có trái gì cả uh, thì đầu tiên khi mà mình À, làm bông thì mình phải trải qua cái bước đầu tiên đó là cái à, bước tạo mầm hoa thì tạo mầm hoa ở đây chúng ta tiến hành bắt đầu làm khi mà cái cây đọt của mình nó đã bắt đầu chuyển lụa và thông thường để bưởi da xanh mà ra hoa đúng vào dịp tết thì chúng ta sẽ tiến hành bắt đầu làm à, vào khoảng đầu tháng 3 cho tới giữa tháng 3 âm lịch hiện tại thì các vườn bây giờ bắt đầu đã tiến hành là làm bông tết rồi à, cái đầu tiên trong vấn đề tạo mầm hoa đó là vấn đề chúng ta rải phân gốc để mà tạo mầm à, thì cây tơ của chúng ta nó trước đây thì khi bà con mình bón phân thì ông từ bà con mình bón NPK nè à, đạm cao 30 10 10 hay là 20 20 15 gì đó để mình lấy cây đọt còn bây giờ tiến hành làm bông thì chúng ta sử dụng ở đây là lân và kali lân thì mình sẽ ưu tiên là lân nung chảy lân nung chảy ở đây thì có hai loại thông dụng đó là lân văn điển và là nâng nến bình và còn nếu như bà con mình không có tìm được cái phân lân luôn chảy ấy, thì bà con mình cũng có thể là dùng lân super lân super ở đây thì thông dụng là có lân long thành hoặc là lân lâm thao kali ở đây thì mình dùng kali clorua hay còn gọi là kali đỏ cho nó rẻ và tiết kiệm thôi bà con ha về liều lượng thì mình sẽ bón mỗi gốc như vậy là từ 2 cho tới 4 ký lân này là tùy vào cái cây của mình nó sung hay là nó vừa phải bà con ha. Nếu cây của mình nó vừa phải thì mình bỏ 2 kg thôi. Còn những vườn mà cây rất là sung thì mình nên đóng 4 kg để cây mình nó tạo một hoa tốt hơn. Còn về kali thì mình sẽ bón là từ 0,3 cho tới 0,5 5 kg. Thì nó tương đương dao động với cái khoảng là 3 lạc cho tới 5 lạng bà con ha. Nói cho mình dễ nhé và khi mình bón xong rồi ấy, thì mình bón xong là mình tưới tan luôn Mình tưới tan mấy lần liên tiếp Cho cái phân của mình nó sẽ tan hoàn toàn Và cây của mình sẽ hấp thu từ từ Đó vấn đề mình bón phân gốc Để mà tạo mầm hoa à, Còn vấn đề ở Trên thì mình sẽ phun tạo mầm hoa Tạo mầm hoa ở đây thông thường mình sẽ sử dụng là 6 bước phun Nghĩa là mình phun 6 lần Và mỗi lần mình phun Sẽ cách nhau từ 5 cho đến 7 ngày và nếu như mà trời mưa thì bà con sẽ phun lại ha à, bước đầu tiên và bước thứ hai đó là mình dùng mkb để mà mình làm già bộ lá và mình tạo mầm hoa mkb thì nó công thức là 05234 là không đạm 52 lần và 34 là kali mình sẽ phun với liều lượng là 2 kg cho một phi cái này thì mình không sợ bởi vì hoàn toàn trên cây của mình nó không có trái cho nên mình không không có sợ nó bị bị nám trái hoặc là bị sồ trái còn những vườn vườn cây có trái thì mình không dùng b thì cái đó mình sẽ nói vượt sau còn đây cây mình cây tơ làm hoàn toàn không có gì cây cả cho nên mình cứ phun thoải mái ha liều lượng là hai kg một phi nha bà con nếu bà con mình phun ít quá thì nó sẽ không tạo mầm được đâu bởi vì những cái cây tơ là những cây mà nó đang uh, tích trữ hàm lượng đạm rất là cao cho nên là muốn nó ra bông thì mình phải ép cho kỹ và ở đây mình sẽ cộng thêm một cái sản phẩm nữa đó là cái sản phẩm combi x combi x ở đây là gói trung vi lượng thì mình sẽ cộng chung với mkb để làm gì để nó giúp cho cái cây của mình nó hấp thu được cái trung vi lượng và nó tạo mầm hoa tốt hơn nói chung là trung vi lượng rất là cần thiết cho cái cây bưởi da xanh hoặc là những cây trồng khác cho nên trong quá trình làm bông bước nào thì mình cũng cộng thêm một cái gói trung vi lượng cho mình quá hết ha à, bước thứ nhất bước thứ hai là mình phun mkb với liều lượng 2 kg một phi cộng với một gói uh, trung vi lượng bà con hàng ha và con mình nhớ Rồi tới bước thứ hai, bước thứ ba và bước thứ tư thì mình sẽ sử dụng cái công thức là tạo mầm hoa cộng với B86. Tạo mầm hoa ở đây là công thức của nó là 10 60 10 và công thức B86 nghe là lân 86. Thì bà con mình có thể tìm mua ở thị trường hoặc là mua những sản phẩm mà mình qua giới thiệu trên màn hình là của công ty Đông Tâm. Mình cái liều lượng mình pha ở đây ấy, là 1 kg tạo mầm hoa cộng với lại nửa ký b86 pha cho 200 lít nước mình sẽ phun và nhớ là cái bước thứ ba và bước thứ tư này bà con mình cố gắng là mình phun kỹ ở trong thân nha mình vẫn phun phủ ở ngoài để cho nó già lá và nó tạo mầm hoa nhưng mà mình phun kỹ hơn ở cái phần ở trong thân à, những cái canh nhện ở trong thì nó sẽ tạo mầm ở trong thân nó tốt hơn và nó sẽ giúp cho mình rụng bớt đi những cái lá già ở trong những cái cành nhện sau này lúc mà mình lặt lá sẽ ít tốn công hơn thì bước thứ ba hay bước thứ tư cũng là lần lượt mình làm cách nhau 5 đến 7 ngày tùy vào cái thời gian phun bà con nhưng mà tối đa là 7 ngày mình phun lại đó nha bà con đừng có để nó kéo dài thời gian nó nó, nó dài quá 10 ngày thì nó dài quá mình phun nó sẽ trễ cái mặt thời gian của mình à, bước thứ 5 và bước thứ sáu thì mình sẽ uh, phun cái công thức là KNO3 cộng với trung vi lượng liều lượng ở đây cũng là 2 ký KNO3 thì cái KNO3 nó sẽ giúp cho cái cây của mình nó làm phá vỡ đi những cái miên trạng ngủ của mầm hoa bởi vì sau khi mình phun xong bước bốn cái bước đầu tiên thì lúc đó mình sẽ quan sát trên những cái cành nhện mang quả của mình mình sẽ thấy dấu hiệu là những cái cành nhện này nó già nó bị rụng lá bớt đi và những cái mầm hoa nó sẽ bắt đầu cương lên bà con để ý thì mình sẽ thấy là nó cương lên nó cương những cái mầm hoa lên có nghĩa là cái mầm hoa cái mầm trên cái cành mang quả bình thường á nhìn nó nó nó, nó nhỏ thôi còn bây giờ thì nó sưng to lên gọi là cương mầm hoa nhưng mà những cái mầm hoa này nó vẫn đang ngủ đa số nó đang vẫn đang ngủ thì mình dùng cái KNO3 mình phun KNO3 là công thức của nó là uh, 13 đạm và 46 kali không có lân thì nó giúp cho mình nó phá vỡ cái mình trạng ngủ nó giúp cây của mình nó bật hoa một cách đồng loạt hơn à, có nghĩa là nó ra hoa đều thì mình phun à, bước thứ năm bước thứ sáu là mình phun xong à, cũng cách nhau là 7 ngày luôn 5 đến 7 ngày luôn và sau khi mà kết thúc bước thứ sáu rồi á thì bà con mình phải tiến hành lặt lá cành nhện có nghĩa là lúc này là bắt đầu cây mình là đã toàn bộ cây là bắt đầu nó đã có dấu hiệu là nó nó, nó sẽ chuẩn bị ra bông rồi đó thì mình sẽ tiến hành mình lặt lá ở những cái cành nhện mà mình mong muốn ra bông thì cái vấn đề lặt lá này á, mình sẽ tùy thuộc vào cái cái cây của mình cái lực cây của mình mình muốn lấy bao nhiêu trái ví dụ mình muốn lấy là ba 40 trái thì mình chỉ lặt 3-40 cành thôi lấy nhiều hơn thì mình lặt nhiều hơn hoặc là lấy ít hơn thì mình sẽ lặt ít hơn cái này là tùy thuộc vào cái vấn đề lấy trái bà con nghe lặt lá còn nếu như bà con mình không muốn lặt lá thì sẽ có một cái phương pháp nữa là mình sẽ phun vào những cái cành nhện để cho nó rụng đi những cái lá già này thì mình sử dụng cái sản phẩm là ra hoa xanh ra hoa xanh mà con ha à, mình sẽ phun vào những cái cành mang quả thôi cho rụng lá đi đó là tùy vào uh, cái bà con mình nếu bà con có công thì bà con mình lặt lá thì nó sẽ an toàn nhất cho cây của mình còn nếu như bà con mình vườn diện tích lớn và uh, không có công để mà mình lặt lá thì mình tiến hành mình phun cái sản phẩm ra hoa xanh uh, cho nó rụng hết cái lá già đi bà con ha thì bắt đầu lúc đó thì nó sẽ cây của mình sẽ bắt đầu nó nhú hoa thì mình sẽ chuyển qua một cái giai đoạn mới gọi là giai đoạn mình kích hoa và mình dưỡng cái mầm hoa và dưỡng dưỡng hoa đậu quả. Đó là một cái quy trình khác riêng biệt với quy trình tạo mầm hoa này. Thì ở trong video này thì mình khoa sẽ chỉ nói về vấn đề tạo mầm hoa thôi. Cho nên là bà con mình sẽ tập trung vào cái vấn đề tạo mầm còn cái vấn đề mà kích hoa và dưỡng hoa đậu trái thì mình khoa sẽ làm ở những cái video tiếp theo bà con ha. À, bây giờ thì chúng ta sẽ À, cái về cái cách làm, về cái, cái công thức cái liều lượng để bón gốc để phun thì mình qua chia sẻ rồi. Thì bà con mình sẽ tiếp tục mình tìm hiểu về những cái lưu ý hoặc là những cái vấn đề mà bà con mình cần phải quan tâm. đầu tiên là vấn đề lượng nước tưới. Thì rất nhiều bà con mình hỏi là cái, uh, cái khi mà mình làm bông á, thì mình có cần cắt nước hoàn toàn hay không? Thì ở đây mình qua chia sẻ bà con là không nha. Mình sẽ không cắt nước hoàn toàn. Bởi vì khi mình cắt nước hoàn toàn á nó sẽ uh, làm cho cây mình nó dễ bị suy và dẫn tới một cái tình trạng nữa là cây mình nó sẽ ra hoa rất là nhiều và khi mà cây mình ra hoa rất là nhiều thì nó dễ rụt bông hoặc nó đậu thì những cái bông nó rất là nhỏ yếu và dễ bị méo quả lại tâm cho nên mình sẽ không cắt nước mà mình trong những giai đoạn đầu những cái bước một bước hai ấy, mình vẫn cứ tưới nước bình thường và từ từ cứ qua từng bước cứ mỗi một lần phun bước một rồi qua bước hai là bước ba bước bốn thì mình dần 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 mình giảm lượng nước đi có nghĩa là mình giảm tới khoảng mức độ là càng về sau thì mình giảm xuống à 1/2 hoặc là mình giảm 2/3 lượng nước tưới chứ mình không cắt nước hoàn toàn bà con ha. Mình sẽ không có uh, có cắt nước hoàn toàn để tránh cái trường hợp là cây mình nó ra hoa quá nhiều hoặc là nó sẽ bị suy do mà cây của mình nó bị siết nước quá mạnh. Uh, rồi một cái vấn đề bà con mình cần lưu ý tiếp theo đó là mình sẽ không tác động cơ học vào cây. Nghĩa là mình dùng dinh dưỡng để mà mình ép cây làm bông cái phương pháp này thì nó sẽ hiệu quả hơn và nó có cái tính bền vững hơn cây mình nó sẽ không bị hư hơn là những cái vấn đề bà con mình khoanh cành à, khoanh cành ha bà con mình tuyệt đối cây bưởi dây xanh thì không nên là mình khoanh cành khoanh vỏ của cây đi bởi vì nó sẽ làm giảm cái tuổi thọ của cây bưởi dây xanh mình rất là nhiều thì bà con mình chú ý về vấn đề đó một cái vấn đề mà bà con mình cũng thường xuyên là mình đặt câu hỏi với minh khoa đó là vấn đề khi mình đang phun tạo mầm làm bông ấy, thì cây của mình nó đi đọt thì có sao hay không thì vấn đề này là bình thường mà con nếu như bà con mình đang phun tạo mầm tới bước thứ tư thứ năm hay là thứ sáu gì đó mà cây mình đi đọt thì không sao điều đó là điều tốt bởi vì cây mình đi đọt sớm nhưng mà mình vẫn tạo mầm hoa ở những cái cành mang quả cho nên vấn đề cây nó đi đọt thì cứ để cây nó đi đọt nó đi đọt như sớm như vậy ấy, nó có lợi ích là khi sau này ấy, khi lúc mà cây của mình nó bắt đầu ra hoa xả nhĩa thì lúc đó là cái đọt mình nó đã già rồi thì sẽ ít bị cạnh tranh dinh dưỡng còn nếu như cây của mình hoàn toàn suốt quá trình làm bông mà nó không đi đọt thì đến lúc nó ra hoa mình phải canh chỉnh được cái cái đọt của nó mình phải canh một là cho nó đi trước hai là mình phải chặn đọt chứ không để cây nó vừa ra hoa vừa đi đọt thì sẽ dẫn đến tình trạng là cây của mình nó bị rụng hoa rất là nhiều thì đó bà con chú ý và cái vấn đề cuối cùng mà mình khoa muốn lưu ý với bà con đó là cái vấn đề Uh, mình xịt mà mình gặp mưa. Nếu bà con mình xịt buổi sáng xong mà buổi chiều nó mưa thì không sao nha bà con. Còn nếu bà con mình xịt mà một hai tiếng sau á nó bị mưa thì lúc này bà con mình cần phải phun lại vào ngày mai, bởi vì lúc đó thuốc nó chưa được hấp thu hoàn toàn vào cây và cây mình nó bị mưa thì lúc đó mình phải phun lại. Và trong suốt quá trình tạo mầm hoa thì bà con mình phải quan sát được cái cái dạng lá của mình có nghĩa là mình phải xem được cái lá của mình nó rụng rụng lá chân rụng lá già đi có nhiều hay không và mình phải bóp được cái lá của mình để mà mình cảm nhận được là cây của mình nó đã đủ già và đủ cái cái tỷ lệ ra hoa chưa có nghĩa là mình bóp cái lá của mình mà nó còn mềm là lúc đó rất khó cây mình ra hoa bà con ha lá trong quá trình nạp bông là nó phải dày phải xanh và phải giòn thì lúc đó mình mới tiến hành là mình đặt lá mình kích mà hoa được còn nếu như cái lá mà nó vẫn cứ mềm 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 thì lúc đó bà con mình phải tiếp tục phun tạo mầm bà con ha nói chung là về vấn đề làm bông này thì bà con mình phải cập nhật thường xuyên à, có thể là ví dụ bà con mình có bất cứ cái thắc mắc gì về cái đông quá trình làm bông đó, thì bà con mình cứ uh, liên hệ với minh khoa thì cứ gửi hình ảnh uh, kết bạn zalo gửi hình ảnh qua video qua thì minh khoa sẽ chia sẻ với bà con uh, tức thời chứ còn ở đây cái quy trình minh khoa đưa ra là chỉ là mỗi quy trình căn bản và cái quy trình này nó áp dụng thành công trên nhiều vườn thì mình sẽ áp dụng theo quy trình đó thôi chứ không nhất thiết là vườn nào cũng làm những quy trình này cả bà con mình có thể tự đưa ra cái phương pháp làm bông của mình hoặc là làm theo một cái phương pháp nào đó mà bà con mình cảm thấy là nó nó đúng còn này thì minh khoa chỉ muốn chia sẻ là quy trình mà hiện tại minh khoa đang cho áp dụng à, những cái vườn mà nó à, bưởi tơ và đang làm bông thậm chí là có những vườn bây giờ làm bông đã làm bông sớm thì bây giờ đã ra bông rồi thì mình khoa muốn chia sẻ bà con một cái video ngắn về cái chủ đề là quy trình tạo mầm hoa làm bưởi Tết à, cho năm 2022. Thì nếu bà con mình có thắc mắc hoặc là có muốn liên hệ mua hàng thì có thể à, để lại bình luận ở bên dưới video hoặc là liên hệ trực tiếp bên khoa qua số hotline ở trên màn hình à, 0988 668 991 thì bên khoa sẽ tư vấn và gửi hàng hóa cho bà con. Thì xin chào bà con và hẹn lại bà con trong những cái video sau.